Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình sẽ chơi nhân vật người gác mộ cho các bạn cùng giải trí trong ngày hôm nay. Ôi, ngày hôm qua mình đi về mỏi dã rời luôn. Hai cái chân của mình bây giờ nó cứ run lẩy bẩy ấy. Nằm lì, nằm phờ, nằm phẹt mãi cho tới bây giờ luôn. Xong rồi sáng nay 7 giờ dậy sớm để đăng ký cái môn học. Úi sổ, mỗi lần mà đến ngày đăng ký là trường, mạng trường nó lag, nó không thể nào vào được. Nó cứ xoay mòng ấy. Hiện tại thì mấy đứa bạn mình nó cũng đăng ký 3-4 môn rồi. Mình mới đăng còn có 2 môn thôi. Rất là khó chịu luôn. Hẹn hò với nhau đăng ký cùng lớp, bây giờ mỗi đứa phân chia ra tùm lum luôn rồi. Còn đây gặp ma đạo. Thợ máy đang bị dí. Ngày hôm qua trời rất là đẹp, nó chỉ mưa bay bay vào sáng sớm thôi. Công nhận là đường xá bây giờ nó cũng rất là đông. Mình cũng đang trong quá trình gọi là chỉnh sửa lại video, tham khảo những cái vlog khác, rồi chèn nhạc, chèn cắt ghép video. Rất là dài dòng luôn, chắc phải mấy ngày nữa mới xong. Mong là các bạn sẽ chờ đợi cái vlog một chuyến đi thực tế trong cái team của mình. Gồm có Lily và Snow. Riêng Đạt thì ở tút nhà Bắc cơ. Nếu mà có điều kiện chắc cũng phải sang năm. Cũng hơi buồn buồn một chút, nhưng mà cũng đành chịu. Bởi vì nếu mà có ý định muốn bay vào đây trong tháng này cũng khá là khó. Bởi vì dịch Covid nó đang rất nặng nề. Thấy cái tòa nhà Bitexco cao thiệt sự. Thấy ở trên ảnh luôn. Bây giờ mới nhìn thấy được ngoài đời. Ok, mình sẽ đi cứu thợ máy. Nhưng mà này chuyên đi giải cứu nên là các bạn mang nhánh 6 nha. Sửa máy lâu quá. Đây, security. Hôm qua rất là buồn cười, tại vì hôm mình đi vào trong khu thương mại thì bỗng nhiên là bắt đeo khẩu trang với rửa tay. Cũng rất là hên bởi vì mình cũng mang khá nhiều. Một bữa đi mà mình tốn chém cái gì á. Cover. Quá cay. Thợ máy là một cái nhân vật sửa máy chính của team, cho nên là mình cũng cần bảo vệ gấp ấy. Đột biến. Ui, ghê vãi nồi luôn. Mình sẽ kiếm một vị thần nào đó để trị thương cho mình. Tính ra thì thợ máy này cai cũng khá là hay. Đó, chúng ta dùng skill lại đỡ đòn này. Đấy. Thôi. Còn hai máy cuối. Một máy. Ôi, tuyệt vời lắm luôn. Riêng cái skill đào đất này mình rất là thích luôn. Của bảo vệ cho đồng đội rất là tốt. Đỡ một đòn từ xa của Hunter rất là hay. Giả sử như là những cái phun tơ của nhện này, rồi chém gió của Jack chẳng hạn. Đó, rất là tuyệt vời. Mỹ nhân đang bên đấy. Ui, nó tạo gương ra chỗ mình ấy. Hay quá bạn ơi. Cố cai đi, sắp nổ máy rồi. Cố lên nào. Nổ máy luôn. Nếu các bạn thích channel của mình thì đừng quên cho mình một subscribe kênh và đăng ký ủng hộ này. Xong rồi còn like video, chia sẻ mọi người cùng xem. Rất là vui luôn. Dạo này thì cũng ở nhà mưa bão cũng không biết làm gì hết trơn. Rồi dịch Covid
ảnh hưởng đến thi cử khá là nhiều. Cho nên là có lẽ là các bạn cũng xui xẻo á, là cũng bị nghỉ học á, rất là buồn. Cái lúc mà mình nghỉ mình cảm thấy rất là sung sướng, nhưng mà nghỉ 1-2-3 ngày thôi, nghỉ trong một thời gian dài như thế thì ôi nó dịch chuyển kìa. Nó dịch chuyển. Nếu mà nghỉ trong một thời gian dài rất là buồn luôn, chán, kiểu như là không biết làm gì. Đi học thì có bạn bè đồ chơi, người nói chuyện, nó phét các kiểu luôn. Giờ dịch thì cũng bị được. Có con bé chó đen nhìn ngầu lòi ra. Ok các bạn đừng chuyển kênh, và mình sẽ làm thêm một clip nữa cho các bạn cùng xem nha. Mấy cái người mà chuyên đi làm những công việc về mồ mả mình thấy rất là sợ luôn. Như cái hồi mà mình còn được tận mắt chứng kiến mấy cái ông đó lúc mà mình còn bé, khoảng lớp 1, lớp 2 thôi, là ngôi trường của mình cũng rất là nhiều mộ xung quanh luôn. Ui. Rồi chúng ta tạm dừng cái công việc tâm sự ở đây. Chém hay thế nhở? Đều thế. Cô ấy vẫn chưa biết mình đang ở đây. Sợ thế nhỉ? Ô ném gương ở dưới này. Ôi! Tôi chết rồi. Mình quên cái trường hợp là cái máu nó sẽ đi lên. Trời ơi. Quả này xui rồi. Giận luôn, thiệt sự luôn. Mình không thích trang phục đâu, mình chỉ thích cái đuôi thôi. Cái đuôi nhìn dễ thương. Cứu mình. Yeah. Cover mình lính thuê. Đừng để tớ chết. Hứa sẽ ngoan thiệt sự luôn, hứa. Ui. Ui. Quái gì thế này? Đừng để tớ chết lính thuê ơi. Bò. Nhẹ nhõm. Ôi dồi, lại có mắt dính ở đây rồi. Không có đuổi người khác rồi, nó đuổi người khác rồi. May quá. Dù gì thì cai được một vài giây thì cũng cảm thấy rất là buồn, bởi vì bản thân mình không làm ra được cái hồn gì hết trơn. Rất là xấu hổ ấy. Mình khỏe ngay vào luôn bây giờ. Ok, cái máy này sẽ là của mình. Sắp nổ rồi. Được khoảng mấy, 80. Lúc đấy là mình đi học về đường cánh đồng đó mọi người. Thường thường là họ sẽ có mồ mả ở đó. Trưa ngày hôm đấy thì... Gì vậy? Buồn hết sức vậy đó. Vẫn là cái bóng kìa. Oh.
Thôi. Rồi. Xoay gương mà mình cảm thấy tự tin hẳn luôn. Chém em đi. Yeah. Lêu. Cho chừa là hồi nãy cho mình lên ghế nhỉ? Không vui tí nào luôn á. Đổi rồi. Bà này chắc là đổi tốc biến thôi. Không thì dịch chuyển hai cái đó thôi. Ủa nó lại gần tới đây rồi. Thôi. Tính đi xuống lục cái hòm. Cái máy này cũng gần nổ rồi này. Ủa có hai máy gần nổ luôn. Nó tới kìa. Ui. Ok. Dí mình cho cố, cuối cùng mình cũng chạy ra mở cổng được rồi nè. Đỡ quá. Nãy giờ cứ tưởng là ngọn củ tỏi rồi. Rất là xịn nha. Trời ơi. À mình đi cứu. Bạn sục kia mình sẽ cứu bạn sục. Thoát thôi. Thôi chém gì nữa. 20 giây đủ chạy rồi. Thoát thôi. Chơi bời gì tầm này nữa. Yeah. Ok và mình sẽ kết thúc video clip đây. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và đạt được nhiều thành công. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye mọi người.